Gả cho cậu ba. Tác giả Trang Biểu Bì. Tập 9. A Di Đà Phật, linh hồn thoát ra ngoài rồi. Cậu Phong lúc này mới bừng tỉnh, đầu óc của cậu vẫn nặng trĩu. Sao rồi sư thầy? Tôi đã phá được bùa yểm, hai vong hồn này tôi sẽ đưa về chùa, ở chùa ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nghe Phật dạy sẽ khiến họ sớm đầu thai siêu thoát, gia chủ cũng nên cố gắng tích đức để hồi hướng cho họ. Cậu Phong gật đầu cảm ơn sư thầy. Tiễn sư thầy ra về cũng là đầu giờ chiều. Nghe thằng Bảo nó nói, bà Dung ở bệnh viện được chẩn đoán là ung thư dầm họng. Chắc có lẽ cũng không sống được bao lâu nữa. Âu cũng chính là quả báo mà ông trời dành cho bà. Làm điều ác phải bị trả giá là điều hiển nhiên. Một tuần sau đó trôi qua, bà Dung vẫn nằm ở bệnh viện. Nhưng thấy cậu Phong nói là nhìn bà hiện tại đã sơ sát lắm rồi. Ông thì từ đó bây giờ vẫn chưa có chịu tới thăm bà, mặc dù cậu Tấn nói nhiều lắm, nhưng ông vẫn dứt khoát tới cùng. Cậu Tấn cũng như không có chấp nhận được sự thật, cậu cũng đã đưa bà xuống bệnh viện tỉnh, rồi bệnh viện trung ương dưới thủ đô. Họ đều nói tình hình của bà hiện tại chỉ đành chờ chết. Cậu thì không nỡ để cho mẹ mình nằm chờ chết, nên dẫn cho bà ở lại bệnh viện chữa trị. Nhưng rất tiếc, bà không chỉ bị bệnh không mà còn quan tưởng. Lúc thì nghĩ mình là nữ hoàng, lúc thì nghĩ mình là công chúa, lúc lại nhìn ra ai cũng là kẻ thù, xong chửi bới điên loạn. Cô thì những ngày qua nhờ thuốc thang đầy đủ, ăn uống đủ chất, đúng giờ lại không có phải động chân động tay vào bất cứ cái việc gì, nên cô hồi phục khá nhanh. Cậu chăm sóc cô mà ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ xích xoa. Cậu Phong kêu can là vậy. Mà bây giờ cậu còn tranh cãi việc gội đầu cho vợ, lấy quần áo cho vợ đi tắm. Những cái gì liên quan tới vợ cậu, cậu đều dành làm hết, chỉ trừ những lúc cậu đi vắng. Con Hiển đứng nhìn cậu chăm sóc cho mợ, nó chép miệng nói với bà hai. Cậu chăm sóc cho mợ quá bà ha, con ước sau này anh đực của con được bằng một phần của cậu thì tốt. Nghe con Hiển tâm sự nên bà cũng tán thưởng. Thằng Đực kể ra thấy nó cũng tốt đó. Nếu hai đứa muốn cưới thì nói với bà nói lại với ông cho. Liệu ông có đồng ý không bà? Con trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà không được. Bà với con Hiển còn đang vui vẻ nói chuyện với nhau, thì con Bưởi chạy tới báo tin. Bà ơi, bà cả cắn lưỡi chết rồi bà ơi. Chết rồi hả? Dạ, ông cũng đang từ xưởng về đó bà. Nghe đâu cậu Tấn đang làm thủ tục đưa bà về nhà. Ông kêu chị Thúy chạy về báo với bà trước để bà lo dọn dẹp nhà cửa. Vậy cậu Phong với cậu Phát biết tin hết chưa? Dạ rồi. Bà hai gật đầu rồi đi kêu đám gia nô dọn dẹp lại nhà cửa. Một lúc sau, xác của bà Dung được đưa về nhà. Dưới nhà mọi người đã đông đủ, không thiếu một ai. Thấy cô ngó ra ngoài cửa, cậu Phong dặn: Em đừng có xuống dưới ngang, ở trên này. Cô gật đầu, cũng nghe mọi người nói bà bầu phải kiêng hơi lạnh. Hôm bữa, ông thầy Lan có đến bắt mạch lại cho cô. Ông kêu phúc lớn nên đứa bé vẫn bình an vô sự. Tim thai hơi yếu nên càng không có được chủ quan. Cô đóng luôn cửa chính lại, cửa sổ mở hé một chút cho đỡ ngột ngạt. Một lúc sau, nhỏ Đào nó gọi cửa, nó đem đồ lên cho cô mấy lá trầu, nó nói: Bà hai kêu con đem lên cho mợ sát vào tay để tránh hơi lạnh. Mợ cảm ơn. Việc ở dưới nhà sao rồi? Nhỏ Đào thở dài. Ông thầy nói là bà cả chết không có được giờ nên bị trùng tang mợ à. Tức là dấu hiệu ra đi không có hợp số phận, không có dứt khoát nên còn ảnh hưởng tới trần ai. Dự báo sẽ có người thân chết theo. Nếu vậy thì phải làm lễ cắt trùng tang rồi. Dạ. À mợ có muốn ăn gì không? Con xuống dưới làm cái gì cho mợ ăn ngang. Cậu kêu con lên đây chỉ phục vụ mình mợ thôi.
thôi, mợ mới uống sữa xong, vẫn chưa có muốn ăn cái gì đâu. Từ lúc biết tin bà Dung cắn lưỡi tự tử chết mà cô cứ bần thần mãi. Bà làm bao nhiêu điều ác, nhưng cô cũng không nghĩ một người tham sống sợ chết như bà lại tìm cách cắn lưỡi tự tử để kết liễu đời mình. Có lẽ âu cũng là cái nghiệp bà phải gánh. Năm xưa bà cắt lưỡi mẹ của cậu Phong, thì bây giờ nghiệp giận vào bà như vậy đó. Chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ác như bà chết là quá nhẹ nhàng. Nhưng mà đời này đâu phải cái gì cũng dễ. Trần sao âm vậy? Thật ra cái nghiệp tự tử nó lớn lắm, bởi thân người khó được, vậy mà không biết trân quý lại còn tìm đến cái chết. Nếu chưa tới số, thì vào giờ quy định phải dựa theo cách chết đời trước mà biểu diễn lại một lần, cho tới ngày tận số. Bởi vậy mới có câu chết không phải là hết. Sống mà làm điều ác, thì chết còn thống khổ vạn phần. Nói chung, những người chết vì tự sát và còn ác như bà Dung, thì cơ hội được chuyển sinh làm người trước điện Diêm La Vương hầu như là không có. Đám tang bà Dung tổ chức cũng không quá lớn, mặc dù thân thế của bà thuộc hàng quyền quý, mà dòng họ hai bên khá đông, nhưng ông không muốn làm trùm beng cái chuyện này lên, phần về bà chết là do tự sát. Lúc tổ chức đám tang, ông không khóc, nhưng vẻ mặt đầy rầu rĩ. Mãi cho tới ngày hôm sau chôn cất xong, ông mới rơi giọt nước mắt mà ông đã cố gắng kìm nén hai ngày qua. Ông giận bà lắm, trách bà lắm, nhưng dẫu sao cũng là tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm nay. Bà hai với bà cả không có hợp nhau, nhưng rồi lòng bà hai cũng nặng trĩu. Cậu Tấn thì khỏi nói, cậu là người đau lòng nhất. Suốt mấy ngày cậu húp cháo loãng thay cơm. Mẹ của cậu đi rồi, bờ vai vững chắc nhất của cậu cũng mất rồi. Bởi vì bà Dung chết trùng tang nặng lắm, nên trước khi đặt quan tài xuống huyệt, ông thầy đã trải lớp tro quá vàng, xin ở chùa lớn Linh Thiêng nhằm trấn yểm vong hồn, không cho vong hồn quay về dương thế quấy nhiễu người còn sống. Nên bà Dung chết cũng không có được lập bàn thờ tại gia, không được thắp nhang cúng bái, kể cả là ngày giỗ, cho tới khi mãn tang. Tức là sau 3 năm lên chùa thỉnh về thờ tại nhà. Ngày ngày sau đó, mọi việc trong nhà vẫn diễn ra bình thường, có điều không khí trầm lắng hơn mọi khi. Vú Mậu cũng đã được đưa lên công an huyện. Buổi chiều hôm đó, cậu mợ hai đi về nhà ngoại ăn giỗ, nên thành ra bữa tối chỉ có vợ chồng cô, ông với bà hai. Lẽ ra dự định của ông là ngày mai sẽ làm mấy mâm chúc mừng cô thoát nạn và chúc mừng cô mang bầu. Mà khổ nổi, mấy ngày qua gia đình gặp liên tiếp chuyện buồn nên đành hoãn lại. Trong bữa ăn, ông nói, đợi mấy nữa tinh thần thằng Tấn nó ổn định thì cha sẽ họp gia đình công bố bản di chúc. Cậu Phong nghe xong im im một hồi rồi mới trả lời. Di chúc con nghĩ không có vội vàng đâu. Thầy vẫn còn khỏe vậy thì lo cái gì, trước mắt có ổn định mọi chuyện cái đã. Đời người vô thường lắm, nay sống mai chết ai mà biết làm sao. Bà hai với cô ngồi im nghe ông nói vậy. Lúc sau, cậu xin phép đứng dậy đi công việc trước, rồi ông cũng đứng luôn sau đó. Bàn ăn chỉ còn có cô và bà hai, hai người thở dài nhìn nhau. Bà hai hỏi cô, con mang bầu có thấy khó chịu hay ngán ngẩm gì không? Dạ mấy bữa trước thì không, nhưng độ một hai hôm nay tự dưng con thèm đồ ngọt. Thèm đồ ngọt là chắc nịch thằng cu tí rồi. Ngày trước mẹ chữa thằng Phát cũng toàn là thèm đồ ngọt. Với lại đó là kinh nghiệm của các cụ nên ít sai lắm. Mẹ nhớ có ông thầy bói nói là đất này nhiều trai lắm. Dạ vậy hả? Con thì gái trai đều được, miễn là đứa bé này khỏe mạnh và bình an thôi. Bà hai gật đầu cười, rồi kể chuyện ngày xưa của cậu Phong. Thằng Phong nó đẹp từ nhỏ, đẻ ra đã trắng như trứng gà lột đó. Rồi môi lại đỏ như là con gái, giống chân dài, có nốt ruồi son ở mông. Các cụ đến chơi đều nói là nốt ruồi này phát tài phát lộc. Năm thằng bé tròn 1 tuổi, thì bà Dung tách thằng bé ra khỏi mẹ nó. Mọi người cứ nghĩ bà Dung sẽ yêu chiều thằng bé như con ruột, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Không biết bây giờ nó lớn nó còn nhớ không, nhưng năm nó 3 tuổi, nó bị té xuống ao, chính là do bà Dung đứng đằng sau. Rồi những lúc tay nó bầm tím khóc lóc,
mét ông thì bà Dung lại đổ cho thằng bé ham chơi leo trèo. Từ ngày sinh thằng bé, ông làm ăn phất lắm, nên có thèm để ý gì đến nhà cửa mấy đâu. Bởi vậy bà ta mới lộng hành lộng quyền trong cái nhà này. Vừa kể sống mũi của bà Hai cay cay, cô cũng vậy. Quá ra tuổi thơ của cậu lại còn bất hạnh hơn cả cô. Dù cô không có được ăn ngon mặc đẹp như cậu, nhưng ít ra cha mẹ cô thương yêu cô lắm. Nỗi bất hạnh lớn nhất của một đứa trẻ chính là bị lu mờ hình ảnh của người làm cha làm mẹ. Nói chuyện với bà một lúc khá lâu thì cậu mở Hai về. Hai người chưa nhìn thấy mặt mũi đâu nhưng đã thấy tiếng oang oang cả căn nhà. Biểu anh ở lại chơi thêm mà khó khăn vậy nữa. Thì tôi nói em cứ ở lại chơi đi, một lát tôi qua tôi đón còn gì. Em mà ở đó cho anh ở nhà làm loạn hả? Em nói cái gì kỳ vậy? Tại sao em không chịu hiểu? Em không hiểu hay quá hiểu? Không phải anh nôn nóng về nhà cũng chỉ để gặp một người mình đang thầm thương trộm nhớ hay sao? Nè, em càng ngày càng nói chuyện lung tung thì đó. Nếu em còn nói như vậy nữa thì tôi sẽ không có nói chuyện với em nữa đâu. Mợ Thư nghe cậu Phát nói xong, mợ điên tiết ném phịch cái túi xuống, mợ quát lớn. Anh không nói chuyện với tôi thì để dành sức đó mà nói những lời mật ngọt với người ta đi. Người ta xinh, người ta đẹp, người ta cái gì cũng tốt. Cậu Phát không thèm nói nữa mà bỏ về phòng trước. Mợ Thư đứng đó khóc tu tu như một đứa trẻ. Bà Hai đứng từ xa chép miệng nói với cô. Con bé này tính tình nó vẫn trẻ con lắm. Dạ thôi, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Sau khi bà Hai đi rồi, cô mới rút chiếc khăn tay mùi xo tiến về phía chỗ của mợ Thư. Cô đưa ra trước mặt. Cô nói, chị lau nước mắt đi, khóc sẽ xấu lắm đó. Mợ Thư hất mạnh tay cô ra khỏi. Cô vui lắm đúng không? Chồng tôi đang say cô đó, cô hài lòng không? Cái đồ giả tạo. Còn ai nói nữa? Chính tai tôi nghe thấy mẹ Dung nói đó. Vậy chị tin lời nói từ một người như bà ấy sao? Nói tới đây, mợ Thư chợt khựng lại. Mà nghĩ cũng đúng. Sau những chuyện mợ biết, thì mợ thấy bà ta đâu có đáng tin. Một lát sau, mợ cãi tiếp. Chính tai tôi nghe chồng tôi gọi tên cô lúc say rượu đó. Cô còn cãi? Cãi không phải nữa đi. Thế gian này đâu có thiếu người tên giống tôi. Chị nói vậy là nói oan cho tôi đó. Cô có mà oan, hai người mà để tôi bắt được có đừng có trách à. Chị yên tâm đi, tôi không có yêu anh Hai Phát đâu. Cả đời này tôi chỉ yêu mình cậu Phong thôi. Tôi cũng chỉ nguyện có được trái tim một người là cậu Phong. Bạc đầu, không có chia lìa. Nói xong, cô đứng ngay ngắn giơ ba ngón tay thề trước mặt mợ Thư. Thấy ánh mắt cô chân thành, nên mợ Thư cũng hạ quả phần nào. Mợ Thư như không chắc chắn. Mợ hỏi lại, có thật là cô sẽ không có ý định với chồng tôi chứ? Tôi thề rồi đó, chị chưa tin hả? Hôm nay trăng sáng lắm nè, tôi biết chị thương anh Hai Phát, nhưng không có nghĩa ai cũng thương anh ấy giống chị đâu. Nghe cô nói có lý, nên mợ Thư chỉ biết gật gù. Thực ra cô biết bản tính của mợ Thư không có xấu, mợ cứ bù loa bù lu như vậy, chứ mợ không có thâm như mợ Tuyết. Đúng cái kiểu càng tẩm ngầm mới đáng sợ. Mợ Thư đi khỏi thì cậu Phong về tới. Lúc cô quay đầu về phòng thì đụng phải cậu. Ủa, cậu Phong, cậu đứng đây hồi nào vậy? Tôi đứng đây để nghe em nói cái gì mà chỉ yêu mình cậu Phong thôi. Chỉ nguyện có được trái tim của cậu thôi. Em nói lại lần nữa tôi nghe coi. Cậu tủm tỉm cười nhắc lại. Cô xấu hổ đáp. Không biết ai nói vậy hả cậu? Không biết ai nói vậy ha. Chắc cậu bị nặng tai rồi đó. Vậy hả? Vậy ai đó có dám thề không? Nói đến đây cô cứng miệng không nói được nữa. Cô tủm tỉm cười, chuồng là thượng sách. Cậu vui vẻ bước sau lưng cô. Vừa đi vừa mè nheo hệt như một đứa trẻ. Nói lại lần nữa tôi nghe coi. Nói đi. Không. Nói đi mà. Vợ xinh, gái đẹp. Cô dừng chân xoay người hỏi lại. Hả? Cậu vừa mới nói cái gì? Có ai nói gì đâu. Cô nhíu mày nhìn cậu. Cậu dám trả thù cô đó à? Cô điên quá chưa kịp xử lý cậu thì đã bị cậu nhấc bổng lên. Cậu hôn nhẹ một cái vào môi, vào má, vào trán, rồi vào cả sống mũi. Cậu cười. Nói yêu chồng đi.
Ý mèn ơi, như vậy thì có mà chết trong hũ đường của cậu mất. Cô xấu hổ đỏ mặt thỏ thẻ đáp. Yêu chồng. Yêu chồng thì phải chứng minh đi chứ. Chứng minh sao? Cậu cười gian tà. Hùng chồng cái coi. Ghét cái mặt à. Chưa gì đã ghét như vậy rồi, thì mai sau thằng cu tí hay cái thị tẹt gì nó ra đời là tính cho tôi ra rìa chứ cái gì. Em cũng tính vậy đó cậu à. Biết cô chọc, cho nên cậu vẫn mặt dày lắm. Cô không hung, thì cậu lại hung cái nữa cho bỏ ghét. Xong cậu ẵm cô đi thẳng vào giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Hôm nay em khó chịu trong người không? Có thấy đau nhức chỗ nào không? Dạ không cậu. Vừa dứt lời, cậu liền đặt tay lên bụng cô, cậu càu nhàu. Biết điều thì nằm ngoan ngoãn ở trong đó, không có được hành mẹ, biết chưa? Chồng hâm. Cả đêm hôm đó, cô nằm gọn trong vòng tay của cậu. Có cậu dỗ về nên cô ngủ ngon lắm. Đối với cậu mà nói, bây giờ cô chính là cả thế giới của cậu. Từ ngày bà Dung mất đến nay đã 3 tháng trôi qua. Mấy tháng nay, cuộc sống của cả nhà yên bình, mà cô cũng như được sống trên thiên đàng. Cậu Phong chăm sóc cho cô chu đáo lắm, hơn nữa cậu lại ngọt ngào, đến nỗi không thể để đâu hết ngọt. Sáng sớm, cô tỉnh giấc là chết trong hũ đường của cậu luôn. Cái bụng của cô bây giờ đã lớn hơn rồi. Chắc tại cậu Phong chăm sóc cho mẹ con cô tốt quá, nên dù mới 5 tháng, mà ai cũng nghĩ 7 tháng đến nơi rồi đó. Sáng sớm cô xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cùng mọi người, mà khổ nổi không có ai chịu để cho cô động tay động chân vào cái việc gì hết. Mọi việc đã có con Hiển và con Bưởi nó lo. Từ ngày bà Dung mất nên con Bưởi đã chuyển sang hầu bà Hai. Bà Hai thương nó lắm, chiều nó lắm, cho nên mấy tháng thôi mà nó đã lên tận 3 kg. Con Hiển từ khi yêu cho nên đã biết giữ dáng hơn trước, nhìn mọi người vui vẻ mà lòng cô rạo rực. Vô thức cô đưa tay xoa nhẹ trên cái bụng đã nhô cao của mình, cảm thấy cuộc đời này đã không còn gì để ước nguyện thêm nữa. Mợ Thư từ trên nhà đi xuống, mợ vui vẻ đặt tay lên bụng cô. Ui trời ơi, em bé hình như đang đạp nè thím ba. Cô cười cười trả lời. Không biết cháu là thằng cu tí hay là cái thị mẹt mà nó nghịch ngợm, nó khỏe lắm bác Thư à. Nghịch khỏe vậy là mới tốt. Bác thích những cái đứa như vậy đó. Cô nhìn mợ Thư tủm tỉm cười trêu chọc. Cho bác Thư día mau mau là một đứa như cháu nghe. Mợ Thư nghe cô nói mặt đỏ ửng thẹn thùng. Một lát sau mợ khoe. Để tôi kể nhỏ cho thím nghe nè. Hôm trước đó tôi đang ngủ thì thấy anh Phát vào thôn nhẹ lên trán tôi mấy cái liền. Có phải anh ấy cũng thương tôi đúng không? Mợ Thư vừa nói vừa phấn khích vô cùng. Cô nghe xong cũng vui lây cho mợ. Dạo này mợ Thư hiểu chuyện hơn nhiều, mợ cũng không có kiêu căng như hồi mới về nữa. Sau cái vụ mợ hiểu rõ cô không có tình cảm với cậu Phát, nên hai người kể ra cũng rất dễ hòa hợp. Tính của mợ Thư vẫn còn trẻ con nên bồng bột nhút nhát. Nhớ cái lúc mợ cố tình đổ cái chén trà nóng vào tay của cô mà lại sợ cô đi mét, cho nên mợ phải nằm giường chùm chăn giả bệnh mấy ngày trời. Sau cái khoảng thời gian đó, mợ đã có cái nhìn khác về cô. Mợ Thư hỏi lại, nè, liệu anh ấy cũng thương tôi rồi đúng không? Cô cười tươi gật đầu. Theo kinh nghiệm của em thì rất có khả năng anh hai đã thương chị. Ngày em mới cưới cậu Phong cũng vậy thôi, cậu lạnh lùng lắm. Sau hồi cậu cũng thơm trộm lúc em ngủ đó, được thời gian thì chính miệng cậu nói thích em mà. Lời nói của cô lại khiến cho mợ Thư có hy vọng cậu Phát đã thương mình. Mợ vui lắm. Tâm trạng phấn khích, mợ lại chạy lên phòng trang điểm soi gương, chán chê rồi mới xuống dưới nhà ăn sáng. Bữa nay, ông bà đi vắng. Ăn sáng xong, mợ Thư đi chợ sắm quần áo mới. Còn cô thì lên phòng đan khăn len cho cậu. Áo len, tất chân tất tay cho em bé trong bụng của mình. Cũng không biết bé là thằng cu tí hay thị mẹt, nên cô chọn đại cái màu xanh dương với màu vàng. Nghĩ bụng trai gái đều mặc được hết. Trời, thời tiết mấy hôm nay trở lạnh hơn. Nghĩ khổ thân cậu Phong ghê vậy đó. Cuối năm cậu phải đi hết tỉnh này tới tỉnh kia thu tiền hàng,
rồi tính toán trả lương người làm, tính toán tiền lãi từ các hộ dân thuê đất, trăm thứ việc đổ lên đầu của cậu. Vậy mà cậu không có bao giờ nửa lời kêu mệt mỏi, cậu vẫn vui vẻ chiều chuộng cô hết mực. Mèn ơi, đời này cô gặp được cậu đúng là một ân huệ lớn trời ban cho đó. Chắc kiếp trước cô giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người như cậu. Trưa hôm đó, đang ngủ, cô thấy đứa bé cầm tay người phụ nữ mặc áo dài tím nhạt. Đứa bé thì cô đã nhìn rõ nó lâu rồi, nhưng hôm nay cô mới nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ kia. Bà chính là mẹ chồng cô. Bà có cái gương mặt đẹp lắm, đặc biệt đôi mắt giống hệt cậu Phong nè. Hai người mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Đứa bé lên tiếng. Mẹ con của em đi đây, cảm ơn chị ngang. Cô ú ớ không nói nên lời, mặc dù rất muốn gọi chào hai người. Trước khi đi, hai người còn sờ nhẹ lên bụng cô rồi nói. Tạm biệt thằng cu tí với cái thị mẹt nha. Giật mình tỉnh giấc, cô thấy trước mặt mình là khuôn mặt quen thuộc của cậu Phong. Cậu cười nhẹ, đưa tay dán gọn những sợi tóc loay thoay trên má cô. Em lại nằm mơ thấy cái gì hả? Cô nghĩ lại giấc mơ, cô nói. Có khi nào mẹ với em Khang đi đầu thai rồi không cậu? Em vừa mơ thấy hai người đến chào tạm biệt em đó. Cậu Phong gật đầu kéo cô ôm vào lòng. Hồi sáng tôi có gặp ông thầy bói hôm trước. Ông nói bà Dung về báo mộng cho ông ấy là bà ta đau đớn lắm. Nghe ông thầy kể rằng hằng ngày đúng vào giờ bà ấy tự tử, bà phải thực hiện đi thực hiện lại cái khoảnh khắc đó. Cô cũng nghe người ta nói nhiều đến vấn đề này nên cô tin lắm. Bởi sao người ta nói phúc đức tại mẫu, cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Bởi vậy đã sống trên đời phải sống thật tốt và có ý nghĩa. Ý mà cậu ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi, tranh thủ về coi em sao nè. Hồi nãy tôi có ghé qua quán bún riêu mua cho em tô bún đó. Nếu em còn no chưa có ăn được thì một lát kia con đào nó hâm lại rồi cho em ăn sao. Chịu khó ăn vô đó nghe. Dạ, mà cậu cứ bắt em ăn thế này hoài để em béo lên, không có giảm cân được thì sao? Được đà thì cậu chọc ghẹo thêm. Cùng lắm là như con nái xề chứ gì. Hả? Cậu dám dí em như con heo xề hả? À, thì ra cậu cũng ưa cái đẹp. Liệu cô sinh xong, cậu có chê rồi đi rước bà hai về không nữa? Cô bắt đầu giận. Mỗi lần giận là cái giọng của cô chua lên. Nái xề hết đát. Nhưng cậu cũng đừng có lo. Ở ngoài kia còn nhiều em mơn mởn lắm mà. Công nhận nhiều thật đó. Cô bị đơ một lúc, tự dưng lại thấy mình ghen ghê lắm. Miệng quang quang vậy thôi, chứ lỡ cậu trước bà hai về cô khóc cạn nước mắt. Cậu nhíu mày nhìn cô, cậu cười rồi nhéo má. Ngốc thiệt à, coi kìa, sắp làm mẹ trẻ con rồi còn dễ lừa ghê đó. Em không có nói với cậu nữa đâu. Cậu cười cười ôm cô vào lòng. Bây giờ tôi đã là chồng em đã làm vợ tôi. Bởi vậy kiếp này phải sống trọn với nhau, hiểu chưa? Cô tủm tỉm ngước mắt nhìn cậu. Ai biểu cậu cứ chọc em à? Thì ai biểu em cứ chút chút lại nhắc đến bà hai. Em thích tôi trước bà hai thiệt hả? Không, em đâu có điên. Lần sau cấm em nhắc đến bà hai nữa đó. Dạ, em biết rồi, thưa cậu. Nói xong, cậu cúi xuống áp sát tay vào bụng cô. Đúng lúc đứa bé đạp, cậu vui sướng quá trời. Cậu cười hơn cả được mùa. Cậu nói, con nó chào tôi nè, mà hình như nó đạp mấy phát liền luôn đó. Lúc bên trái, lúc bên phải, liệu có phải sinh đôi không? Cô lại nhớ đến giấc mơ hồi nãy. Cô cũng hy vọng sinh đôi lắm. Được như vậy thì hạnh phúc lại càng hạnh phúc. Thời gian thấm thoát trôi đi. Không bao lâu tới 23 tháng chạp, đại gia đình tổ chức liên quan tiễn ông Táo về trời. Vậy mà bữa nay lại vắng mặt cậu Tấn. Ông kêu lên. Thôi kệ nó đi, cả nhà cứ vui vẻ dùng bữa. Cậu Phong ngồi kế bên cô, liên tục gắp những món ngon vào chén cô. Cậu còn đích thân bóc vỏ tôm rồi xé thịt gà cho cô nữa. Cô thì ngượng ngùng lắm, mà cậu thì kệ. Ông bà tủm tỉm cười nhìn nhau gật đầu. Mợ Thư thấy vậy cũng tủi thân. Từ hồi đó tới bây giờ, cậu Phát chưa bao giờ quan tâm mợ.
Nhưng chưa được phút sau thì cậu Phát cũng gắp một miếng thịt gà ngon bỏ vào chén cho mợ. Mợ sướng rung trên cả con tim nhìn cậu. Như vậy, với mợ cũng là được xem quan tâm lắm rồi. Dùng bữa xong xuôi, ông còn kêu thằng Đực với con Hiển vào ông nói chuyện. Tụi nó còn tưởng làm sai cái chuyện gì. Hóa ra, ông nói, thằng Đực với con Hiển, ông nghe bà nói tụi mày thương nhau có phải không? Hai đứa nó sợ bị ông trách mắng, nhìn nhau run run trả lời. Dạ, bẩm ông, tụi con đúng là đang thương nhau. Vậy hai đứa mày có muốn ông kết duyên cho không? Thằng Đực ngạc nhiên hỏi lại. Dạ, ông nói kết duyên cho tụi con hả? Phải, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là điều hiển nhiên. Con Hiển với thằng Đực cùng rơm rớm nước mắt. Tụi con cảm kích tấm lòng của ông lắm, nhưng hạn hợp đồng tụi con còn những 8 năm ở đợi cho nhà ông mới hết nợ, nên tụi con sao dám? Mọi người bật cười nhìn nhau, ông cười tươi nói. Đã yêu thương thì cứ kết duyên đi. Ta nói lấy vợ phải lấy liền tay. Tụi bay sau khi kết duyên với nhau rồi thì vẫn ở nhà ông làm việc. Hai đứa nghe xong sung sướng quá không nói nên lời, vội vàng quỳ sụp xuống lại. Con đội ơn ông, con đội ơn bà, con đội ơn cậu mợ nhiều. Và rồi 3 ngày sau đó, thầy bói nói được ngày nên đám cưới thằng Đực với con Hiển được diễn ra luôn ngay sau đó. Nhà của hai đứa nghèo nên chi phí tổ chức một mình cậu Phong lo hết. Mợ Thư thương tình con Hiển cũng là cô dâu mới nên mợ có cho nó mấy bộ quần áo lụa mợ mới mua chưa có mặc lần nào. Cô thì tặng nó cái vòng tay. Vì cận Tết rồi nên đám cưới diễn ra cũng rất đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc. Ông còn dành riêng cho hai đứa một căn phòng ở sau. Bữa đó con Hiển nó vì cảm động quá nên nó khóc nhiều lắm. Chiều 30 Tết, cô đang ngồi ăn bắp nướng cạnh cái bếp lửa nấu nồi bánh chưng cùng cái con bưởi thì mợ Thư từ đâu đi tới bù lu bù loa. Mợ nói, quá trời quá, bây giờ mà thím còn tâm trạng ngồi đây ăn bắp nướng nữa. Thím có biết tôi vừa đi chợ về nghe người ta nói chú Phong đang ôm con nào ở đường đê ngoài kia kìa, nghe nói người yêu cũ gì đó. Trái bắp nướng trên tay cô đột nhiên rơi xuống đất. Cái mặt cô tiêu nghỉu giữa trời đông giá rét, nhưng cô không khóc, không cười hay một lời oán trách nào cả. Mợ Thư phải chạy tới lay lay người cô mấy hồi, mợ liên tục kêu. Ê, còn ngồi đó, tôi với thím đi bắt giang tụi nó đi. Cô sau một hồi định thần lại được mới bình tĩnh. Cô gật gật ôm cái bụng bầu đi cùng với mợ Thư. Cô cũng mong đó là tinh gà tinh vịt. Nhưng tâm trạng của cô nó bồn chồn, sốt sắng và lo lắng vô cùng. Lo chứ, cô phải lo nhiều lắm chứ, đó là chồng cô mà. Chồng ôm người phụ nữ khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, có khác gì thừa nhận mình ngoại tình đâu. Hơn nữa, nếu đúng sự thật là vậy, thì ít ra cô không phải đi xem cái đứa kia nó là đứa nào. Có đẹp hơn cô hay xấu hơn cô, cao hơn cô hay thấp hơn cô, cũng không biết có phải là con nhà ông nọ bà kia làm quan chức không biết nữa. Càng nghĩ, càng nẫu ruột, làm những bước đi của cô có phần chệch choạng. Mợ Thư vừa đi vừa tuyên bố. Thím ba yên tâm, nếu chú Phong mà có muốn rước con đó về, thì tôi cũng không bao giờ thèm công nhận nó là em dâu tôi đâu. Cô bị lời nói của mợ Thư làm cho bật cười. Lúc đi qua chợ, thì bất ngờ gặp cậu Phong ở hàng bún riêu. Cậu vui vẻ nói với cô. Em với chị Thư đi chợ à, mua được gì chưa? Tôi định mua bún riêu cho em nè. Cô liếc mắt nhìn xung quanh cậu, chưa kịp lên tiếng thì mợ Thư lên tiếng trước. Vậy cái con kia nó đâu rồi? Cậu nhíu mày. Con nào? Thì cái con tình nhân của chú đó. Chuyện sao vậy? Hả? Tôi làm gì có con nào ngoài con vợ này? Cô lên tiếng. Mọi người nói cậu ôm con nào ở đường đê mà. Trời ơi! Là ai nói? Tôi bị vừa từ xưởng về, chừng này thì ôm nhau với ai chứ? Ai nói, tôi tán cho một bạt tai bây giờ à? Đúng lúc đó, mợ Thư chỉ tay. Kìa kìa, mấy bà bán khăn tay với mũ len kêu chú kìa. Rõ ràng tôi nghe rất rõ đó. Cậu Phong tức tối chạy tới hỏi chuyện mọi người. Xong, một hồi mọi người hỏi lại. Vậy cậu là cậu Phong hả? Tôi tưởng đâu cậu là cậu Phát.
Vậy thì cái người ở đường đây kia là cậu Phát rồi. Mợ Thư nghe xong hét toáng lên, uất ức tích tụ dâng lên đỉnh đầu. Mợ quay mặt chạy thật nhanh như mới vừa được lắp motor tên lửa vào mông. Mợ chạy thục mạng với hy vọng mợ phải bắt gian được tụi nó. Cô thấy vậy cũng định bước theo sau mợ thì cậu Phong kêu, lên xe đưa em đi. Mà công nhận, đàn bà khi ghen nó ghê thiệt đó. Mới đó mà mợ Thư đã chạy được nửa đường. Không biết ngày xưa mợ có đi thi giải môn chạy không nữa. Cậu Phong dừng xe lại kêu mợ Thư, chị lên xe đi, chạy hết hơi ra đó thì làm gì còn sức mà chửi. Cậu Phong nói chí phải. Mợ Thư hầm hập ngồi trên xe. Trời đông giá rét mà mợ nhễ nhãi mồ hôi trên trán. Cô an ủi như lúc mợ Thư an ủi cô. Chị yên tâm, biết đâu là hiểu lầm. Mà nếu có thật thì em cũng không bao giờ công nhận chị ta làm chị dâu em đâu. Cả cái thằng cu tí hay cái thị mẹt này nữa nè, tụi nó chỉ công nhận mình bác Thư thôi à. Mợ Thư đến bây giờ mới bật khóc. Mợ tủi thân. Người ta nói tình cũ ông rủ cũng về, tôi sắp bị ra rìa rồi đó thím ba. Không có chuyện đó đâu, nín đi. Khóc cái mắt sưng húp thì không có đẹp đâu đó. Mợ Thư sợ xấu lắm nên mợ gật đầu. Con nhỏ đó chắc chắn xấu hơn tôi, đúng không? Ờ đúng rồi, chắc chắn là xấu quắc à. Đào bưởi chắc chắn cũng xẹp lép không có bằng chị đâu. Mợ Thư đang khóc cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo với cô. Xa xa đúng là bóng dáng cậu Phát đang đứng cùng một người con gái khác. Nụ cười trên môi của mợ Thư dần tắt. Cậu Phong dừng xe lại, cậu mở cửa bước xuống trước. Cậu kêu mợ Thư ở yên trên xe một lát rồi xuống. Mà nhìn thấy cái cảnh chồng mình đứng với gái lạ, mợ không có chịu được. Mợ cũng hùng hổ bước xuống theo cậu Phong. Tiếng của mợ vang lên hệt như cái loa phát thanh ở trong xã. Anh Phát, anh giải thích đi, đây là con nào? Cô thấy vậy cũng ôm bụng xuống sau mợ Thư. Cậu Phát không trả lời ngay, cậu nhìn ba người rồi cậu hỏi ngược. Phong, Thư, Hạnh, mấy người làm gì ở đây? Cậu Phong vốn dĩ không có thích xen vào cái chuyện riêng của người khác, nhưng cậu cực kỳ ghét đàn ông có vợ lại đi thập thò với người con gái khác như thế này. Hơn nữa, mợ Thư với cậu lại chơi rất thân với nhau. Cậu lên tiếng. Anh Phát, tôi hỏi anh mới đúng đó, anh làm gì ngoài này vậy? Đây là Uyển Nhi, chú không nhớ cô ấy sao? Cô gái bên cạnh cậu lên tiếng hỏi. Ủa, anh, đây là cậu Phong hả? Bây giờ cậu thay đổi nhiều quá hen, càng ngày càng phong độ hơn. Cô để ý tới cô Uyển Nhi này, không biết gu của cậu Phát kiểu gì, nhìn ánh mắt cô ta kìa, nhìn thấy trai là mắt sáng long lanh như cái kiểu ăn tươi nước sống người ta tới nơi rồi đó. Chu cha mẹ ơi, mắt với mũi làm sao mà ngày xưa nhìn mình là cô ta chứ? Đoạn cậu Phát trả lời. Đây là Phong, đây là vợ của chú, còn đây là vợ tôi. Cô gái kia thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên hỏi lại. Anh lấy vợ hồi nào? Cậu Phát thở dài, gật đầu. Mợ Thư nhìn hai người, hóa ra đây là người phụ nữ đôi lần chồng cô uống say nhắc tới. Mợ cứ nghĩ tới đây mợ sẽ hùng hổ lắm. Hóa ra giờ phút này mợ lại yếu đuối. Bởi mợ biết mợ với cô gái kia trong lòng cậu ai hơn ai rồi. Thấy mợ Thư khóc, tự nhiên trong lòng cậu Phát cũng khó chịu một cách lạ thường. Cô thấy vậy rồi lên tiếng. Đứng đây trời lạnh lắm, hay anh hai Phát đưa chị Thư về nhà trước đi, sáng nay em thấy chị kêu khó chịu trong người đó. Cậu Phát nhìn Nguyễn Nhi chừng chừng một hồi rồi gật đầu. Mợ Thư dỗi hờn. Thôi, nếu hai người còn gì chưa nói hết thì nói hết đi, tôi tự về được. Nguyễn Nhi vội vàng giải thích. Ê, mợ đừng có hiểu lầm. Thôi, anh Phát đưa vợ về đi, không cái tội này em không có gánh nổi đâu. Cứ tưởng cậu hai Phát sẽ từ chối, hóa ra cậu nói. Vậy tôi đưa vợ về trước, em về sau nghe. Cậu Phát đưa vợ đi, Nguyễn Nhi đứng đó hụt hẫng, nhìn theo bóng lưng hai người. Nếu như năm xưa, cô kiên quyết hơn một chút, thì có lẽ giờ phút này cô đã là của cậu rồi. Thấy chiếc xe khuất dần, Hạnh giả bộ kêu. Trời ơi, mỏi chân quá à. Cậu Phong, cậu đưa em về đi. Đứng nãy giờ mỏi chân quá trời quá đất luôn à. À đúng rồi, cô Nguyễn Nhi đến đây bằng cái gì thì đi về bằng cái đó nghe. Vợ chồng tôi về trước à. Nguyễn Nhi bất đắc dĩ
phải nở một nụ cười rồi gật đầu một cái. Cô nhìn gương mặt của chị ta, mắt cười muốn chết mà không có dám cười. Ráng nhịn lại một lát rồi cười sau vậy. Ngồi trên xe ô tô mà cô ôm bụng cười hơn cả bắt được vàng. Cô hỏi, cậu có để ý nét mặt chị ta không? Tức mà không có thể làm được cái gì khác nữa đó. Coi em kìa, nếu hôm nay người đó mà là tôi chắc bây giờ ngồi khóc sưng mắt phải không? Mà cái bụng to định đi bắt ghen làm gì? Thì phải đi chứ, bây giờ xấu hơn trước rồi, phải đi để xem con đó nó đẹp hơn mình hay xấu hơn mình. Ủa, vậy nếu đẹp hơn thì sao? Thì kệ nó. Thôi đi cô nương, không phải là em ghen lồng lộn lên hả? Cô thẳng thắn thừa nhận. Tất nhiên rồi, chồng em thì em phải ghen chứ. Đồ ngốc. Ngốc nhưng mà vẫn đáng yêu, đúng không cậu? Ừ. Vậy chị ta là người yêu cũ của anh Hai Phát hả cậu? Ừ, mối tình đầu đó, tôi cũng không có rõ lắm, tại cũng không có quan tâm nhiều. Chỉ biết rằng cô ta đã lấy chồng rồi thì phải. Hả? Ừ, cô ta đã lấy chồng, vậy còn hẹn cậu Phát ra đó làm gì? Định nói lại tình xưa à? Nghĩ lại khổ thân cho mợ Thư, vừa vui mừng chưa được bao lâu mà. Nói đến mợ Thư, lúc này mợ buồn lắm. Ngồi trên xe mợ khóc rưng rức. Càng nghĩ mợ lại càng ức nghẹn người. Nước mắt không có tự chủ được mà đua nhau chảy dài trên hai gò má. Giá kể như không có biết cậu Phát có tình cảm với người ta đã đành. Đằng này cậu lại còn nặng tình luôn nữa. Mợ sụt sịt một hồi. Cuối cùng cậu cũng đã dừng xe lại. Rồi lấy khăn lau nước mắt cho mợ. Cậu cũng rất muốn hỏi. Nhưng mà lại không biết hỏi từ đâu. Nhìn mợ buồn tủi, cậu cũng đâu có dễ chịu gì. Lại nhớ cái đợt trước cậu bệnh 3 ngày, mợ từ là một tiểu thư danh giá, lóng ngóng vụng về, mà vì cậu mợ đã gần như là hết 3 đêm để chăm sóc cậu. Nghĩ tới đây cậu lại có động lực lên tiếng. Thực ra thì tôi với người ta cũng không có như em nghĩ đâu. Mợ Thư liếc mặt nhìn cậu, mợ hỏi. Vậy thì như thế nào, phải nói rõ đi chứ, hay là tình cũ không rủ cũng tới? Cũng hơi khó nói, nhưng mà em yên tâm đi. Anh nói vậy ai tin, có phải anh còn thương người ta lắm, đúng không? Cậu ngập ngừng suy nghĩ, mợ như hiểu ra vấn đề, mợ quay mặt lau nước mắt, bất ngờ cậu lên tiếng. Trước kia cũng cứ tưởng như vậy, nhưng mà bữa nay thấy khác nhiều rồi. Hả? Tức là đỡ thương hơn, đúng không? Hết thương thì phải, nếu có thì là thương hại thôi. Nghe cậu nói mà mợ Thư cười tươi lắm, nét mặt mợ trạng trở, mợ hân hoan hỏi lại. Hôm trước cậu thơm em thực ra là em biết đó, vậy có phải cậu thương em rồi, đúng không? Ừ. Cậu nói ừ kìa, tức là cậu thừa nhận đó sao? Mợ Thư vui quá, vui đến nỗi tưởng mình đang mơ nữa. Mợ còn tự nhéo tay mình xem có cảm giác đau hay không. Rồi mợ sờ trán cậu xem có sốt không nữa. Nhưng không, trời sáng trưng như vậy, ắt hẳn không có phải mợ mơ. Suốt quãng đường về nhà, mợ cười phớ lớ. Tết tới rồi, năm nay mợ ăn Tết ngon. Đêm đó, cả nhà đều thức chờ tới 12 giờ đêm để xem bắn pháo hoa đón giao thừa. Năm nay, bà Dung mới mất được hơn 100 ngày, nên ông không có mua pháo bắn tưng bừng. Trời lạnh, cả nhà ngồi quay quần bên bếp lửa bập bùng trước sân. Vợ chồng con Hiển thằng Đực với thằng Bảo, nhỏ Đào và những người khác đều được ông cho về quê ăn Tết. Riêng con Bưởi, cha mẹ nó mất hết rồi nên ở lại ăn Tết cùng với nhà luôn. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, ông đứng dậy đi vào trong nhà, thắp nhang khấn vái. Mâm lễ đặt trước bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn con gà, dĩa xôi đỏ, trầu cau, rượu gạo và một số thứ khác. Nhìn bóng lưng ông, đột nhiên cô lại thấy sống mũi mình cay cay. Đây là cái Tết đầu tiên cô xa nhà. Cũng cái giờ này mỗi năm cô với thằng Cò đang ở chùa xin lộc đầu năm, rồi cả nhà quay quần bên nhau, vài món ăn đơn giản nhưng hạnh phúc vô cùng. Cậu Phong thấy vậy thì cậu nói đã cho người tới thăm cha mẹ và chúc mừng năm mới cha mẹ cô rồi. Nghe nói vậy, cảm giác nhớ nhung nguôi ngoai phần nào. Rồi bất chợt trên bầu trời phát sáng, kèm theo đó là tiếng nổ đì đùng, những tràng pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu trên bầu trời sâu thẳm.
Cả nhà nhìn nhau chúc mừng năm mới. Một lát sau, ông bà ở trong nhà gọi vợ chồng cô với vợ chồng cậu Hai Phát, cậu Tấn và cả con Bưởi vào trong mừng tuổi. Nhưng ngay lúc đó, cậu Tấn lại đi lên phòng trước. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng cậu. Xong một hồi, ông nói: "Để cha mẹ mừng tuổi cho vợ chồng thằng Phong trước nghe. Chúc con sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Còn đây là phần của giống của ông ở trong bụng. Ngoan ngoãn khỏe mạnh, chờ đủ ngày rồi chào đời nghe con." Cô vui vẻ nhận hai phong bì lì xì trên tay ông, rồi lại tới lượt của bà. "Con cảm ơn cha mẹ." Ông nói tiếp: "Còn đây là phần của vợ thằng Phát. Chúc con luôn luôn khỏe mạnh, rồi sang năm sinh cho cha một đứa cháu nghe." "Dạ, con cảm ơn cha mẹ." Mọi người vui vẻ nhìn nhau cười hạnh phúc. Sau đó cậu Phong, vợ chồng cậu Phát còn đổ dồn mừng tuổi cho đứa bé trong bụng cô nữa. Không cần phải ước những gì lớn lao, chỉ mong cả nhà luôn luôn bình an, vui vẻ đã một đặc ân ông trời ban cho rồi. Sáng hôm sau, khi đi chúc Tết đằng nội hết rồi, thì ông bà cho vợ chồng cô với vợ chồng cậu Phát về nhà vợ chúc Tết. Mọi quà cáp và lễ đã được chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Khi cô vừa đến cổng, đã thấy thằng Cò chạy ra đón. "À, anh chị đã về." Cậu Phong cười cười khen thằng Cò. "Mẹ ơi, hôm nay cậu Cò bộ quần áo mới đẹp ghê ta." "Nhìn đẹp hả anh? Mẹ mua cho em đó. Mẹ còn nói đó là tiền anh gửi mẹ để sắm quần áo mới cho em." Cô ngước mắt hỏi cậu. "Ủa, sao không thấy cậu nói gì với em?" "Có gì đâu. Chỉ là đơn giản tôi lo thay cho em thôi mà." Nói rồi cậu lôi ra một cái bao lì xì đỏ. Cậu mừng tuổi thằng Cò. "Đây nè, anh chị mừng tuổi cho cậu Cò. Năm nay cố gắng học hành cho tốt nghe. Ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, biết chưa?" "Dạ, em cảm ơn anh chị." Dứt lời, cậu xách đồ đi vào trong nhà. Cậu đặt lễ trên bàn thờ. Rồi một lúc sau cha mẹ cô từ dưới bếp đi lên. Cậu chúc mừng năm mới ông bà. Rồi còn mừng tuổi ông bà nữa. Ông bà thì không có nhiều, nhưng cũng rút phong bao mừng tuổi vợ chồng cô lấy may. Lúc ăn cơm, cậu với cha cô vui vẻ uống với nhau nhiều lắm. Được cái con rể với cha vợ hợp nhau lại tủ lượng tốt nên nói chuyện rất là vui. Mẹ con cô lâu lâu không có gặp nên cũng tâm sự với nhau đủ điều. "Hạ sinh em bé khoảng đầu tháng 4 phải không?" "Dạ. Con cũng án khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 gì đó. Nghe cái vẻ bây giờ đã nặng nề lắm rồi. Con rể mẹ chăm sóc con gái mẹ khéo quá, nên nhìn như là sắp sinh tới nơi rồi đó. Mà con ngán ngẩm gì không?" "Dạ con ngán tùm lum mà, lúc thèm chua, lúc thèm đồ ngọt." Vậy cũng hay ha. Mẹ nghe các cụ nói, bầu con gái thì thèm chua, bầu con trai thì thèm ngọt. Ngày xưa mẹ bầu hai đứa bay công nhận khác nhau rõ ràng. Lúc thèm chua, lúc thèm ngọt như này cũng không biết đâu mà lần nữa. Với lại nhìn cái bụng to vậy, liệu có khả năng song thai không con? Ông nghe bà nói bật cười đáp. Cái bà này cứ nói để con nó hy vọng à. Song thai thì người ta đã có rang hết cả rồi. Với lại tưởng song thai là dễ lắm sao? Thì tôi nói vậy thôi chứ có gì đâu. Cậu Phong cười cười. Con cũng ước song thai lắm đó mẹ. Càng đông con càng vui. Nói rồi cả nhà nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Thì đi thăm họ hàng cho tới xế chiều. Lại quay trở về nhà cậu. Khi cậu về đến nhà thì mợ Thư cũng vừa về được một lúc. Mợ Thư gọi cô nói nhỏ. Định là đầu năm mới chưa có kể ngay đâu. Nhưng vui quá thím ba à. Có chuyện gì mà khiến cho chị vui vậy? Thì là cái chuyện đêm qua đó, tôi đã chính thức trở thành đàn bà rồi nghe. Mợ Thư vừa nói vừa thẹn thùng. Mẹ đét ơi, ai như mợ lần đầu được trở thành đàn bà mà vui giống được vàng vậy đâu. Chưa để cô lên tiếng thì mợ Thư kể tiếp. Chuyện hôm qua là cậu Phát với con nhỏ đó, là nó lấy chồng trai tỉnh bị đá nên về tìm cậu. Cậu thương tình nên an ủi vài câu thôi, chứ không có chuyện hẹn hò gì đâu. Cô bật cười chọc ghẹo mợ Thư mấy câu. Mợ Thư mắt sáng long lanh, còn có nét thẹn thùng. Một lát sau, bà hai đi qua,
Hai người chào bà rồi tiếp tục kéo nhau ra chỗ khác tâm sự. Trà Viên khoảng đầu tháng 2, mở thư báo tin vui. Nhân tiện đó, ông làm chục mâm, chúc mừng hai mợ. Ông mời hàng xóm láng giềng gần đó, rồi mời cả họ hàng tới liên quan. Bữa nay, cậu Tấn đã mở lòng hơn. Cậu dắt về một cô gái ra mắt mọi người. Mà nhìn có vẻ chị này cũng hiền lành ngoan ngoãn, ai ai cũng mừng cho cậu. Bữa nay trời hửng nắng khô ráo, cô bắt đầu lôi hết đống quần áo ra, đi giặt. Nhỏ Đào với con Hiển thấy vậy liền chạy tới. Úi, mợ ơi, mợ để đó tụi con giặt cho. Không có sao đâu, mợ giặt được mà. Thôi mợ, bụng mợ lớn lắm rồi, một lát ông bà hoặc cậu nhìn thấy á, là chửi tụi con chết luôn đó. Hai đứa nó dành làm nên cô đành phải gật đầu. Nhìn những cái áo sơ sinh hay cái tã lót mà lòng cô thấy nôn nao ghê lắm. Tưởng tượng đến cái lúc trên tay mình ẵm bé con đỏ hỏn trong lòng, nghĩ thôi đã thấy tim mình xốn sang. Mợ Thư mang bầu tháng thứ nhất thôi mà đã ói long trời lở đất. Thấy vợ ngán nặng nên cậu Phát cũng xót vợ lắm. Bà thì cũng vậy, hằng ngày bà còn đi hỏi mọi người làm cách nào cho bớt ngán. Mà khổ nổi, ngán là do cơ địa của mỗi người phụ nữ khi mang bầu rồi. Mấy ngày nữa lẽ ra cậu Phát phải đi cùng cái chuyến hàng sang Trung Quốc một tuần. Nhưng mợ ngán như vậy nên cậu không có nỡ đi. Tối đó cậu đi tìm cậu Phong thưa chuyện. Mấy bữa có chuyến hàng đi bên Trung Quốc vài ngày, chú đi thay tôi được không? Vợ tôi ốm ngán nên cơ thể yếu quá chú ạ. Lúc đầu cậu Phong cũng do dự lắm. Vì vợ cậu bụng cũng đã vượt mặt rồi, chỉ cần 2 tháng nữa là sinh thôi. Nhưng công nhận mợ Thư én ngốm yếu hẳn ra, cậu cũng đang làm chồng nên cậu hiểu. Chuyến hàng này lại rất quan trọng, sẽ không ai thay thế được ngoài cậu. Cậu thở dài gật đầu. Được rồi, anh để đó tôi đi thay cho. Cậu Phát vui mừng cảm kích cậu Phong. Trước ngày đi, đêm đó cậu gần như mất ngủ. Ngày xưa đi khắp nơi không sao, bây giờ xa vợ chỉ cần một ngày thôi là nhớ lắm rồi, huống gì một tuần liền. Cô thấy cậu trằn trọc, cô hỏi, bữa nay cậu làm sao vậy? Mai chồng đi Trung Quốc một tuần luôn đó. Dạ, em biết. Nhớ chồng không? Tất nhiên là em nhớ chứ, nhưng biết làm sao bây giờ hả cậu? Nói rồi, cô lấy tay đặt lên trái tim mình, cô mỉm cười. Trong tim em có cậu, trong tim cậu có em, một tuần nữa trôi qua nhanh thôi, mẹ con em ở nhà chờ cậu dìa. Cậu gật đầu ôm lấy cô vào lòng. Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cậu đã đi. Cậu chỉ để cho cô bức thư với những lời lẽ ngọt ngào. Tự dưng hai hàng nước mắt cô lại tuôn rơi. Có lẽ chưa bao giờ xa cậu lâu nên sẽ rất nhớ lắm đây. Chiều đó cô ngồi thêu khăn cho cậu. Cô để ý cái khăn tay trong túi áo cậu đã cũ hết rồi. Ý, mợ thêu khăn càng ngày càng đẹp hơn trước đó. Ừ, mợ cũng thấy vậy đó Đào à. Nhớ cái khăn đầu tiên mợ thêu cho cậu Phong, hình thiên nga mà như cái con dịch bầu đó. Vậy mà cậu vẫn khen đẹp. Bây giờ cũ lắm rồi, vẫn không có chịu thay cái mới đó. Con thấy đồ gì liên quan tới mợ là cậu giữ kỹ lắm. Ước gì sau này con lấy được cái tấm chồng bằng 1/10 của cậu là hạnh phúc lắm rồi. Cô mỉm cười, bất ngờ cái kim đâm vào tay chảy máu. Con Đào nó lo lắng. Ý, tay mợ chảy máu rồi kìa, cẩn thận nha mợ ơi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở toang, thằng Đực đứng trước cửa, nó run sợ, nói. Mợ ơi, nguy rồi, xe hàng của cậu gặp nạn trên đường rồi mợ ơi. Cô thất thần không biết bao nhiêu lâu, vẻ mặt cứng lại. Con nhỏ Đào thấy vậy, nó lay mãi mà cô vẫn cứng đơ. Nó hoảng quá, rối rít gọi. Mợ! Mợ ơi! Cô lắc đầu nhìn thằng Đực. Miệng cô cười nhưng nước mắt đang lặng lẽ rơi. Sao lại tai nạn? Tai nạn thế nào? Thằng Đực buồn buồn trả lời. Trên đường cậu đi đó, gần đến biên giới có gặp bọn thổ phỉ cướp bóc. Thằng Quyết đi theo cậu, nó nói chính mắt nó nhìn thấy cậu rớt xuống vực, e là lành ít dữ nhiều, xe hàng cũng đã phát nổ ngay sau đó nó mở à. Giây phút này, người cô như quá đá, từng tế bào trong cơ thể nhức nhối vô cùng, nước mắt rơi đến mặn chát.
Sau vài giây trầm tĩnh, cô bỗng dưng gào thét điên loạn. Tôi không tin! Tôi không tin! Nhỏ Đào với thằng Đực vừa khóc vừa đỡ cô. Mợ ơi! Mợ bình tĩnh! Tụi con xin mợ đó! Hãy nghĩ đến em bé trong bụng! Cô liên tục lắc đầu, nước mắt tràn rụa, ngồi phịch xuống đất. Không phải! Cậu vẫn bình an! Nhất định vẫn bình an, vô sự! Ngay sau đó, cô đã ngất liệm trên tay con Hiển. Ở dưới nhà, ông Mãi với cậu Phát, sau khi biết chuyện đã tức tốc về nhà. Không khí lúc này căng thẳng vô cùng. Mợ Thư với bà Hai nghe kể lại thôi, đã run cầm cập, nắm lấy tay nhau. Sau đó, mợ lết lên phòng động viên cô. Đi tới cửa phòng, thì nhỏ Đào mới nói cô vừa mới tỉnh. Mợ gật đầu nhỏ nhẹ bước tới gần. Tôi cũng vừa mới biết tin, nhưng chắc là chú Hai không có sao đâu. Ở hiện gặp lành mà thầy với anh Phát đã báo lên nhà chức trách của huyện, ở liên lạc ở trên đó rồi. Nghe nói hai người còn đích thân đi tới chỗ đó nữa đó. Cô từ từ mở mắt, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn Mợ Thư xúc động. Cha với anh Hai Phát đi chưa? Cho em đi với. Thiểm điền sao được, thiếm phải nghĩ cho đứa bé trong bụng mình nữa chứ. Nhưng mà... Với lại bây giờ, cha cũng sẽ không có cho thiếm đi đâu. Bây giờ việc duy nhất chúng ta làm được chính là cầu nguyện cho chú ấy bình an vô sự. Mợ Thư thủ thỉ cho tới chiều. Lúc đó mợ với mọi người sợ cô nghĩ ngợi lung tung nên không có dám rời mắt. Trong nhà từ người làm tới chủ đều đứng ngồi không yên. Bữa trưa hôm nay cơm nấu tinh tôm mà không có ai động đũa. Cô vì nghĩ tới đứa bé nên mới cố nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly sữa. Một lát sau, bà Hai lại ghé qua phòng cô. Bà đứng từ xa nhìn cô ôm cái bụng bầu mà như có ai đó sát muối trong lòng. Và rồi một tuần trôi qua, các cơ quan chính quyền đã điều tra rất kỹ lưỡng, lùng sục khắp chân núi, từng cái khe đá rồi từng cái hang để hy vọng cậu vẫn sống. Mà hy vọng bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu. Sau khi đã tìm kiếm hết Thất Khải trong phạm vi diện rộng, nhưng vẫn không thấy cậu, cuối cùng đã đi đến kết luận cậu chắc chắn đã rời bỏ thế gian này mà đi. Và có lẽ kém may mắn hơn là xác cậu đã bị thú dữ tha đi mất rồi. Người ta đồn ở quanh đó nhiều thú dữ lắm, với lại rớt ở độ cao như vậy, cho nên cơ hội sống sót của cậu chỉ là 1% mà thôi. Và rồi tới ngày thứ bảy, cuối cùng chính quyền đã tìm được đôi giày của cậu và cái khăn tay của cậu nữa. Thằng Quyết nhận ra cái khăn tay này, nó còn biết khăn tay này là của vợ cậu thiêu tặng, nên cậu trân quý lắm. Cậu luôn giữ bên mình như một báu vật. Ông Mãi lúc đầu không muốn từ bỏ hy vọng sớm đâu. Nhưng quá trình tìm kiếm, ông đã chứng kiến hết. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảm giác này ai thấu. Ông đau lòng quặn thắt ruột gan. Ông rơi nước mắt khi nghĩ tới cậu, nghĩ tới cái cảnh cậu nằm đó lạnh lẽo mà ông như muốn phát điên lên, lòng của ông đau từng khúc ruột. Cuối cùng, ông đã chấp nhận sự thật. Vậy là cái tin cậu ra đi đã rộ khắp làng. Sự ra đi của cậu là cú sốc quá lớn với cả gia đình và dòng họ. Đám tang cậu được tổ chức nhanh chóng ngay ngày sau đó. Rồi ông chọn một quả đồi đẹp nhất để làm mộ cho cậu trên đó. Cậu kiêu hãnh là vậy, nên địa thế như thế này mới hợp với cậu. Cô từ đó tới nay chưa hề nói câu nào. Không kêu gào điên loạn như trước nữa, cô chỉ ngồi yên một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn lơ đãng khắp căn phòng. Thỉnh thoảng lại một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Mẹ cô ở với cô từ sau đám tang của cậu. Bà đã hết lời khuyên bảo, nhưng mà dường như cô đã không có cảm giác với mọi thứ xung quanh nữa rồi. Ngoài trời hôm nay lại mưa lâm râm. Những hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Mưa rơi, không khí se lạnh, đã không còn thấy hơi ấm của cậu nữa. Cô lại khóc khi nghĩ về cậu. Dường như cô vẫn chưa thể chấp nhận nổi cái sự thật cậu đã rời xa cô. Từng ngày trôi qua, cô vẫn ngước nhìn lên bầu trời trên cao. Ở nơi đó, cậu vẫn đang dõi theo cô, đúng không? Con uống sữa đi nè, Hạnh à.
nghe được âm thanh. Cô liếc nhìn sang bên trái, là gương mặt quen thuộc của mẹ cô, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thốt nên lời. Uống sữa đi con, người mất thì cũng đã mất rồi, con đừng có đau lòng đến nỗi hành hạ bản thân mình như vậy. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ ở trong bụng chứ. Cô cúi xuống đặt nhẹ tay lên cái bụng bầu đã được 8 tháng của mình. Bất chợt, cái bụng cô nhô lên nhô xuống uốn lượn một hồi. Vô thức cô mỉm cười. Từ ngày cậu đi tới nay gần 1 tháng rồi, mới nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cô. Phải rồi, ở đây còn có một thứ thiêng liêng lắm. Đó chính là con của cô và cậu. Là sợi dây kết nối của hai người. Là trái ngọt tình yêu của hai người. Nghĩ tới đây, cô lại ngoan ngoãn cầm cái ly sữa lên uống một hơi, rồi mới đặt xuống bàn. Bà thở dài gật đầu, như vậy cũng được xem như là kỳ tích lắm rồi. Thôi, con lên giường nằm nghỉ ngơi một chút đi, mẹ xuống hầm cháo gà một lát cho con ăn nghe. Cô không trả lời, nhưng cũng lững thững bước về phía giường. Cô cố gắng không để mình khóc thành tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào trong tuyệt vọng. Mấy ai đã hiểu cái cảm giác mất đi người mình thương yêu nhất, nó trống vắng biết nhường nào. Cô vẫn còn nhớ như in, ngày đầu tiên gặp cậu, rồi cái nụ hôn đầu tiên của hai người. Từng câu từng chữ cậu nói yêu cô, từng lời hứa hẹn cậu vẽ lên tương lai hai người. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào đem cậu đi xa mãi. Tiếc rằng hạnh phúc này quá mong manh, ngắn ngủi, nó tựa như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Đêm đó cô sốt cao, ngủ li bì. Từ ngày cậu mất đến nay cô mới mơ thấy cậu. Cậu đứng trước mặt cô rất chân thực, vẫn gương mặt với những nét thân quen đó. Ánh mắt của cậu nhìn cô hết sức dịu dàng. Cậu còn đưa bàn tay ấm áp sờ nhẹ lên má của cô, rồi cậu còn lau nước mắt đang chảy ở khóe mi. Lớn rồi còn khóc nhẹ là xấu lắm đó. Xấu kệ em, cậu hết thương em rồi nên em cần gì đẹp nữa. Ai nói hết thương em? Cậu thương em mà cậu lại bỏ em đi vậy hả? Em còn nhớ em nói cái gì không? Tôi ở trong tim của em ở trong tim của tôi. Lúc nào chúng ta cũng ở trong trái tim nhau. Giống như trong em có tôi, trong tôi có em, chúng ta là một. Không, em muốn được thấy cậu mỗi ngày, được cùng cậu chăm sóc các con nên người. Em muốn khoe cho con thấy cha của tụi nó tuyệt vời cỡ nào. Cậu cười, nhưng giọt nước mắt cậu lại rớt xuống tay cô. Giọng nói cậu mỗi lúc một yếu dần. Cô gái của tôi nhất định không có được bỏ cuộc. Nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại. Nhất định phải sống tốt để chăm sóc các con nên người. Rồi sẽ có người yêu em hơn, thương em hơn tôi. Nhớ kỹ, tôi đã chết nhưng sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Không, sẽ không có ai chăm sóc cho em tốt hơn cậu đâu. Cậu đừng đi. Đừng đi mà cậu ơi. Cậu. Nói rồi, hình ảnh của cậu dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Cô cố gắng bước chân thật nhanh đi về phía cậu, rồi chợt nhận ra trước mặt chỉ là khoảng trống vô định. Cậu ơi! Lúc cô bừng tỉnh, mặt trời đã lên cao, nhuộm màu vàng khắp đất trời. Mẹ cô kêu cô dậy, đánh răng rửa mặt, chải tóc, rồi ăn chén cháo thịt băm. Cô từ từ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong, ngồi ăn hết chén cháo, thì bà hai với mợ Thư bước vô. Mấy người nhìn nhau gật đầu. Coi bộ hôm nay cô đã ăn được nhiều hơn trước. Bà hai lên tiếng. Một lát nữa thầy Lan sẽ tới khám cho con nghe. Nghe nói đêm qua con sốt phải không? Cô nhìn bà hai chớp nhẹ mắt một cái. Sau đó mọi người lần lượt rời khỏi để cô yên tĩnh nghỉ ngơi. Thấy mọi người đi rồi, cô mới bước chân rời khỏi giường. Cô đi tới quả đồi nơi có ngôi mộ của cậu. Cô đứng yên đó, đôi mắt lơ đỉnh vô hồn. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đất trời, gió nhẹ đưa những lá cây xào xạc. Tiếng cười đùa reo hò của tụi nhỏ dưới chân đồi. Khung cảnh thật yên bình. Có điều lòng cô vẫn trống rỗng đến tột cùng. Thầy Lan tới khám bệnh không tìm thấy cô. Mọi người lại bắt đầu nhốn nháo đi tìm. Sợ cô nghĩ chưa có thông làm liều nên ai ai cũng đều lo lắng.
Thầy Lan lên tiếng. Tôi đã nói rồi, bình có mợ bây giờ rất cần mọi người coi chừng mà. Mẹ có cô luống cuống trả lời. Mới đó thôi mà không biết đi đâu rồi nữa. Mợ Thư chợt nhớ ra điều gì đó. Mợ kêu cậu Phát đưa mợ tới cái đồi có mộ của cậu Phong. Quả đúng như mợ dự đoán, cô đang đứng đó một mình. Mợ Thư lớn tiếng. Ê, đừng có làm liều nghe. Nhớ đến thằng cu tí với cái thị mẹt đó. Hôm trước thầy Lan kêu thím xong thai còn gì. Mợ Thư cứ bù lu bù loa nói trước. Đằng nào thì cô cũng đâu trả lời. Nhưng không, bất ngờ cô đã lên tiếng. Không, em lên đây hóng gió, tiện để thăm cậu thôi. Mợ Thư bất ngờ đến nỗi xoe tròn mắt ngạc nhiên. Cuối cùng, mợ cũng lên được chỗ của cô đứng. Mợ vừa thở vừa nói. Thím vừa mới nói đúng không? Có phải tai tôi nghe lầm không vậy? Thím nhìn tôi đây nè, nói tôi là ai coi? Chị là chị Thư, vợ anh Hai Phát chứ ai? Mợ Thư vui sướng, nhảy lên. Cô giữ mợ Thư lại rồi nói. Cẩn thận em bé. Đó, tôi xém chút nữa quên rồi đó. Nói xong, mợ Thư cúi xuống nhìn cái khăn trên tay cô, mợ hỏi. Ê, thiêu xong từ hồi nào vậy? Cũng mới thôi chị à. Thím cuối cùng cũng mở lời rồi, tôi mừng lắm. À, theo về đi, không cả nhà đang lo lắng lắm đó. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Cái khăn tay cô cất gọn bỏ vào trong túi áo, giống như nỗi buồn này, cô sẽ cất sâu ở một góc nhỏ trong tim. Cuối cùng, cô đã có thể dần chấp nhận sự thật. Vốn dĩ bản thân cô không phải là kẻ yếu đuối, nên bây giờ cô phải cố gắng mạnh mẽ vì hai thiên thần nhỏ trong bụng. Cô sẽ yêu con thay cậu, chăm sóc con thay cậu. Cố gắng và thật cố gắng, cô hứa đó. 28 tháng 3, tại bệnh viện của huyện. Mọi người đã đứng dây kín ở cửa phòng xanh, có tiếng cô y tá kêu. Dở nước ối rồi. Cô lờ mờ mở mắt, dưới bụng truyền tới cơn đau, đau không có từ ngữ nào tả xiết. Bụng căng cứng quặn lên từng hồi, hai bên sườn giống như bị gãy chín cái xương liền lúc. Mồ hôi trên trán cô không ngừng rỉ ra, cô ôm lấy cái bụng kêu lên thành tiếng. Đau quá bác sĩ ơi! Cô bác sĩ vội vàng đáp. Mở ba, mở cố lên, cổ tử cung mở 7 phân rồi. Bà hai với mẹ của cô được cho vào phòng sinh an ủi cô. Hai người thương cô lắm nên rơm rớm nước mắt xoa xoa cái bụng cô rồi nói. Cố lên ngàn con, cố lên con ơi. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu rồi một lát sau hỏi nhỏ. Bác sĩ, coi tôi sinh được chưa? Vị bác sĩ trưởng khoa đích thân tới khám. Bác sĩ kêu mọi người. Chuẩn bị đỡ em bé. Các cô y tá, bác sĩ khác đều bắt tay vào công việc. Bữa nay số người đỡ cho cô đông hơn thường ngày. Vì ông Mãi có nói trước với giám đốc bệnh viện rồi. Mọi người hướng dẫn cô lấy hơi, rồi cách chặn rất nhiệt tình. Có người khác thì đẩy bụng cho cô nữa. Trộm vía, cô phối hợp rất tốt. Khoảng 10 phút sau, hai bé lần lượt ra đời. Cái thị mẹt ra trước, thằng cu tí ra sau. Đúng với cái câu, rượu sâu trâu lái không bằng con gái đầu lòng. Bác sĩ nói lớn. Chúc mừng gia đình. Bé gái chào đời lúc 8 giờ 20 phút, nặng 2,6 kg. Bé trai chào đời lúc 8 giờ 22 phút, nặng 2,8 kg. Tiếng khóc hai bé lạnh lót như muốn náo loạn cái bệnh viện lên. Cô nghe thấy tiếng khóc con, mọi đau đớn và buồn tủi như được bù đắp. Cô đưa mắt nhìn hai đứa bé đỏ trên tay bác sĩ. Một giọt nước mắt đã âm thầm tuôn rơi từ khi nào. Trong màn sương long lanh trước mắt, cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cậu Phong. Cậu ơi, em đã thực hiện lời hứa rồi nè. Con của chúng ta đã chào đời. Em hạnh phúc lắm cậu ạ. Nhưng hạnh phúc sẽ lớn hơn nếu như có cậu. Cậu thấy em giỏi không? Cậu phải khen thưởng em đó nghe. Cuối cùng, em chỉ muốn nói là em nhớ cậu nhiều lắm cậu ạ. Mợ Thư ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của em bé, mợ liền nhanh chân đi tới. Y mèn đét ơi, hai cái giống của bác Thư nè.
Cưng quá đi à, thằng Tít này giống đặc chú Phong, cái thị mẹt này xinh như mẹ nó nè. Mọi người lúc này cũng quay mặt nhìn về phía cô, mọi người an ủi. Mới sinh xong không có được khóc nhiều đâu đó, không lẽ mờ mắt sớm á nghe không? Cô gật gật vâng lời mọi người, nhưng làm sao cô có thể làm chủ được cảm xúc của mình bây giờ chứ? Đã hứa với nhau nhiều lắm rồi, cứ ngỡ hạnh phúc lắm. Nhưng bây giờ có khác nào là bong bóng xà phòng, mong manh, dễ vỡ. Một năm sau, tiết Thanh Minh năm nay khí trời mát mẻ, bầu trời trong xanh với những áng mây trôi nhẹ nhẹ. Cô dắt theo thằng cu tí với cái thị mẹt đứng trước mộ cậu. Ngôi mộ đã xanh cỏ mà cô vẫn còn chưa tin được cậu đã thực sự ra đi. Nhìn ánh mắt của hai đứa trẻ ngơ ngác, cô không kìm lòng được lại rơi nước mắt. Chợt một thoáng nhớ về những hồi ức khi xưa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Gả cho cậu ba, tác giả Trang Bưu Bì. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 10, cũng là tập cuối. Cảm ơn quý vị.